Dạ, Ken Jippo Gò Vấp xin kính chào anh em đam mê nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một mẫu Jippo được đựng trong hộp nhựa đen chính hãng như thế này nha anh em. Và giai đoạn la mã và chiếc Jippo nằm bên trong thì cũng không xa lạ gì đến anh em, là một chiếc mà em đã khui hàng ngày hôm qua. Thì hôm nay thì em lên làm chi tiết mô tả rõ ràng hơn và báo giao lưu đến với anh em. Và những anh em mà mới biết đến kênh Kim đầu tiên á, thì cho em xin một đăng ký kênh nha và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã Jippo có trong kênh của em nhiều hơn. Và chiếc ngày hôm nay là một chiếc có chủ đề emblem rất là đặc sắc nha anh em. Và emblem về nai sừng tắm có tên là Boss. Và cái chủ đề này thì theo em hiểu á, thì nó cũng nằm trong cái dòng Marlboro nha. Một cái chủ đề sưu tầm rất là đặc biệt luôn. Và emblem anh em nhìn nè, đó, một chiếc emblem zinc nha của hãng, rất là sắc sảo. Nó được gắn trên nền Jippo chrome vân xước ngang, và cái ánh vân xước này thì anh em sẽ thấy cái vân xước rất là đậm, nhìn nó rất là rõ luôn nha. Và chiếc này thì nếu mà anh em sưu tầm hay tặng làm quà tặng hoặc là cầm trên tay á, nhìn nó có một cái nét gì đó rất là đẹp. Chiếc này âm hay nha. Chiếc này thì được sản xuất vào năm 1991 nha anh em. Nó là một đáy ngược như thế này, gọi là một ngược tháng tri năm 1991, được thể hiện là 7 la mã. Để em zoom lại thì anh em sẽ thấy rõ ràng hơn về cái mộc đáy của nó nha. Đây như thế này. Và anh em yên tâm, tất cả mặt hàng Jippo em giao dịch đến anh em á đều là hàng còn nguyên zin chính hãng chứ bên em chưa thay thế linh kiện hay là chỉnh sửa âm nha. Một chiếc ngày hôm qua mới về, hôm nay em lên làm clip luôn để cho anh em có thể thấy rõ ràng hơn. Và chiếc này thì em về với tình trạng là máy chưa lên lửa, chưa sử dụng nha anh em. Từ năm 1991 tới giờ 33 năm. Mà nó còn rất là đẹp, chưa lên lửa luôn. Cạnh viền. Còn đây là mặt sau của nó đây. Mặt sau thì có xước tơ không nhiều nha anh em. Tại vì nếu mà nó xước sâu, em chỉ cần lấy ánh sáng như thế này thôi là anh em sẽ thấy nó bị nhắn vào. Dạng nó giống như bị cắn á, gọi là xước sâu. Còn đây là xước tơ lông mèo, quá là nhẹ nhàng. Tại vì chiếc này thì anh em cũng thấy trong clip á, là nó về nó không có hộp nha. Nó về không vậy thôi, và gói hàng cũng vận chuyển rất là xa, mà gói rất là đơn giản luôn. Cái phần mà anh em quan tâm đó là cái bản lề nó đây ạ. Bản lề năm cháu đây, nhìn rất là thẳng hàng và đẹp. Tại vì những mặt hàng này là hàng có giá trị, bên em thì sẽ quay rất là chậm và kỹ để anh em có thể cảm nhận trực tiếp trong clip này luôn. Và những anh em mà thích xem chi tiết hình ảnh nữa thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại hoặc Zalo nha. Và em chỉ có dùng một số thôi, em có ghim sẵn ở góc dưới màn hình thì để anh em có thể liên hệ cho nó dễ. Và em tên là Thanh, để anh em có thể tiện xưng hô luôn. Trên nắp thì nó chỉ có xước tơ nha. Tại vì 33 năm mà tình trạng xước như thế này thì em thấy quá là bình thường đi. Nó trường tồn theo dòng thời gian. Đó. Anh em nghe nè. Tiếng âm nghe tiếng ken ken nha. Và chiếc này còn mới á, nên cái bản lề nó còn rít. Khi mà anh em mở nắp ra, đóng nắp lại nhiều lần và cái bản lề nó hợp rơ á, thì cái tiếng âm nó sẽ nghe hay hơn tại thời điểm bây giờ nha anh em. Tại thời điểm nó đang bị rít nha. Rồi đây. Anh em nhìn là cái bản lề trên là hai đường gạch sọc, là chứng tỏ nó có sự ma sát với búa, va chạm với búa rất là ít nha, chứ không nhiều đâu. Đây chứng tỏ là một cái hàng sưu tầm trưng bày, có thể trong cửa hàng rất là đẹp nha anh em. Đây, bên bản lề dưới nó đây, hiện tại là em đang đưa lại gần á, nhiều lúc anh em cảm nhận nó sẽ to hơn, nhưng mà cái form này là form Jippo của hãng nha, form thông thường luôn form đúng của nó. Cái bản lề nó khá rít nha. Một chiếc cái emblem hàng sưu tầm, chủ đề cũng sưu tầm nữa. Và chiếc ruột của nó là một chiếc ruột thép nha anh em.
Giờ đây một chiếc ruột thép, chiếc này thì anh em thấy nè, ruột nó cũng dập rõ luôn, tháng riêng 75 mã là năm 1991, và đây cả cả vỏ và ruột đều trùng năm nha anh em, và trùng cả tháng luôn. Và năm giai đoạn năm 1991 thì sẽ thấy là giai đoạn ruột mờ, nhưng mà chiếc này thì ruột rõ thì quá là hay nha anh em. Đó. Được. Đây, một chiếc ruột thép mới quá là đẹp. Buồng đốt nó không có vết xước cong luôn. Đây, bánh xe của nó. Đây nha anh em, theo dòng thời gian. Bên trong của nó là một chiếc có lưỡi gà vuông, hai bên mép có chặt góc, tim là tim có dây đồng ạ. Vẫn còn đá luôn. Chiếc này chặn xăng và ốc đá nha anh em. Anh em nhìn là cái ốc đá nó đẹp. Chặn xăng thì nó cũng có theo ngã hơi nâu nâu nhẹ thôi theo dòng thời gian, tại vì đã trên 30 năm rồi. Thì một chiếc như thế này thì em thấy quá là ok, quá là tuyệt vời. Một cái chủ đề về sưu tầm nữa. Và chiếc này thì em xin phép giao lưu đến anh em là 1,8 triệu nha. Và chiếc này về không có hộp, mà ở nhà em chỉ còn dư một cái hộp duy nhất cùng chủng giai đoạn với nó luôn, trùng giai đoạn luôn, thì em sẽ tặng anh em một chiếc hộp nhựa đen chính hãng chủng giai đoạn với chiếc Zippo này luôn nha. Một hộp nhựa riêng nha. Tại vì hộp bây giờ nó cũng khan hiếm lắm ạ. Và ngoài cái tặng cái hộp này ra thì em cũng sẽ tặng kèm anh em một bịch đá đỏ linh kiện như thế này và bao phí ship đến với anh em. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gà Vấp Dứa Tha của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.